Xin chào tất cả mọi người đã đến với kênh Tô Xanh của mình. Hôm nay cùng mình tô bức xanh cô gái xinh đẹp này nhé. Cùng xem thành quả của mình sẽ tô bức xanh này nhờ gì là vì nhà của mình như thế nào nhé. Tóc mình sẽ tô là màu nâu. Mình sẽ tô màu ca màu cốm. Hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo của mình nhé. Con này là gì chị Linh? Con bò tót. Quần mình sẽ tô màu xanh cốm. Trở lại với kênh bức tranh của mình. Hôm nay mọi người cùng mình làm thấy bức tranh một chú bò tay dạng như thế này nhá. Và bên trên có chữ Y, ở dưới là chữ Giáp như này. Còn chờ đón xem mình sẽ cho bức tranh này như thế nào nhé. Cái này mình sẽ tô là vòng tròn này mình sẽ tô màu xanh lá.
Và vừa rồi mình đã hoàn thành xong bức tranh. Cảm ơn mọi người đã xem hết kênh Tô Xanh của mình về mọi người và những video Tô Xanh tiếp theo.